Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Geocat ha. Thì vừa rồi chúng ta vừa xem lướt qua một số dòng máy đo RTK mà hiện đại được sử dụng phổ biến hiện nay ha. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn một thiết bị nổi trội hơn hết trong những cái dòng máy RTK mà chúng ta vừa xem qua, đó chính là dòng máy CXC Y83. Đây là dòng máy được biết đến với cái tên gọi là dòng máy siêu kênh, có số lượng kênh siêu khủng 1408 kênh, thu được tín hiệu của hầu hết các tín hiệu vệ tinh nha, như là GPS nè, GLONASS, Baidu hay là Galileo. Với thiết kế liền khối nè, có trang bị một cái màn hình OLED 1.1 inch phía trước, hiển thị các thông tin như là phần trăm pin nè, số vệ tinh đang thu nhận nè, các tình trạng hoạt động của máy, giúp chúng ta quản lý cái máy đo dễ dàng hơn. Một trong những cái tính năng quan trọng mà hầu hết những cái máy đo RTK hiện đại nhất hiện nay đều có, đó chính là tính năng bù nghiêng. Thì dòng máy CXC Y83 này được trang bị cảm biến bù nghiêng IMU ha, cho phép nghiêng 60 độ giúp ta tiếp cận các mục tiêu đo mà không thể dựng thẳng sào một cách dễ dàng hơn, nhưng mà vẫn không bị ảnh hưởng bởi các môi trường có từ tính lớn như là đường dây điện cao thế hay là các tòa nhà xây dựng lớn ha, giúp chúng ta có thể đo đạt ở những cái vị trí như là gốc cây nè, chân cột đèn một cách dễ dàng mà không cần dựng thẳng sào, rất là tiện lợi, đặc biệt là trong các công tác đo đạt khảo sát địa hình ha. Máy RTK CXC Y83 này được trang bị radio trong dạng kép ha, hai tần số từ 410 tới 470 MHz, công suất phát từ 0.5 đến 2W, cho bán kính hoạt động từ 3 tới 5 cây số và trong những điều kiện tốt có thể lên tới 10 km. Chúng ta hoàn toàn có thể đo đạt ở những cái vùng mà điều kiện về dữ liệu mạng nó không có hoặc là bị chập chờn như ở vùng đồi núi ha. Ngoài ra máy Y83 này còn được tích hợp một cái khe SIM ha, giúp chúng ta có thể đặt SIM vào và sử dụng như là một cái trạm bay cố định, sử dụng trong cái trường hợp chúng ta đo bay rover nè, luân chuyển cái tính năng đo động rover và cái tính năng đo trạm cố định bay ha. Chúng ta có nhiều cái giải pháp đo đạt hơn với máy Y83 này. Khi bàn về độ chính xác thì máy RTK Y83 này có độ chính xác cũng khá là ổn định, khi đo động là từ 5 tới 10 mm về mặt bằng và từ 10 tới 15 mm về độ cao. Khi đo tỉnh bình sai thì đạt độ chính xác là tầm 2.5 mm về mặt bằng và 3.5 mm về độ cao. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng máy trong các công tác đo đạt như là thành lập móc nè, dẫn móc về công trình, hoặc là các công tác đo đạt khảo sát địa hình, đo tính toán diện tích, khối lượng sân lấp. Với thiết kế liền khối nè, được tích hợp viên pin trong 9600 mAh cho cái thời gian hoạt động liên tục tới 18 tiếng mà không lo hết pin, chúng ta có thể thoải mái đo đạt 2 ngày mà máy vẫn còn pin. Thời gian nạp đầy lại là trong 8 giờ. Về phần sổ tay điều khiển thì kèm theo là thiết bị điều khiển HCE600, có giao diện phần mềm Lantech 7 là tiếng Việt hết ha, rất là dễ dùng. Với thiết kế nè, nhỏ hơn, nhẹ hơn, mỏng hơn nhưng mà cấu hình nó lại mạnh hơn nha. Sử dụng hệ điều hành Android 10 nè, bộ nhớ trong 32GB và chúng ta có thể nâng cấp lên thẻ SD lên tới tầm 256GB. Và RAM thì 3GB cho các tác vụ đo đạt nó nhanh hơn, mượt mà hơn. Sau khi mà tìm hiểu sơ qua một số cái tính năng trên máy CXC Y83 thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái trải nghiệm thực tế những cái ứng dụng chương trình đo trong máy. Thì chương trình được sử dụng nhiều nhất đó chính là chương trình đo khảo sát. Chúng ta có thể sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau, ví như là khảo sát đường nè, khảo sát địa hình nè, khảo sát địa chính này, đo lấy dữ liệu chắc dọc chắc ngang. Bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm đo thực tế một đoạn trên con đường này. Vừa rồi là ta đã trải nghiệm cái chức năng đo khảo sát mà cụ thể là đo khảo sát đường. Thì tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái tính năng đo khảo sát mà cụ thể là khảo sát để lấy dữ liệu phục vụ cho công tác chắc dọc chắc ngang nha.
Rồi tiếp theo trong cái công tác đo đạc khảo sát, đó chính là chúng ta sẽ đo đạc khảo sát địa hình, địa vật ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện đo địa hình địa vật trên máy CCI83. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái tính năng đo khảo sát địa chính nè, đo và tính toán cái diện tích một thửa đất trên dòng máy CCI83 này. Ngay sau khi đo xong, chúng ta có thể sử dụng cái tính năng tính toán diện tích trên cái Sota HCA600 này để kiểm tra diện tích trực tiếp ngay tại hiện trường. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái tính năng định vị điểm trên máy CCI83. Thì cái chức năng định vị điểm này áp dụng trong rất nhiều trường hợp, chúng ta có thể áp dụng để tìm mốc nè, có thể định vị tim cọc nè, định vị tim tuyến hay là cọc giải phóng mặt bằng, rất là thuận tiện. Chỉ cần chúng ta đưa cái dữ liệu đầu vào cho nó là một tọa độ một điểm thì nó sẽ hướng cho chúng ta cái cách đi. Một trong những cái tính năng rất là tiện ích của dòng máy CFC và phần mềm Line Tech 7 đó chính là tính năng định vị két. Chúng ta có thể tải một cái file két từ cái Gmail hoặc Zalo ta về và load trực tiếp vào phần mềm, thì chúng ta sẽ định vị được mọi vị trí trên bản két mà chúng ta chọn. Khi mà ta di chuyển gần tới mục tiêu á, bằng cách ngắn á, thì máy sẽ có âm thanh báo là tin tin ha. Và khi chúng ta định vị được chính xác vào vị trí điểm cái sai số thấp thì cái âm thanh báo tin tin sẽ nhanh hơn. Vậy là ta đã hoàn thành xác định tọa độ một điểm trên cái máy AutoCAD thông qua cái ứng dụng định vị CAD trên phần mềm Line Tech 7 với máy CCI83.